Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tại hội nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo của huyện và các xã thị trấn đã được nghe lãnh đạo trung tâm y tế huyện, cơ quan thường trực báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021 và đánh giá tình hình dịch trong nước trong tỉnh và công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Theo đó, trước diễn biến hết sức phức tạp của đợt dịch thứ tư bùng phát, đã có 30 tỉnh thành phố có ổ dịch đặc biệt là các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh với số ca nhiễm tăng cao hàng ngày. Tính đến 6 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 4.973 ca ghi nhận trong nước và 1.490 ca nhập cảnh. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện 4 ổ dịch tại thành phố Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa, huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lạc với 4 ca nhiễm COVID-19 đã được đem đi điều trị kịp thời. Còn tại huyện Lang Chánh chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 nào, tuy nhiên, với diễn biến của dịch bệnh hết sức nguy hiểm như hiện nay, có nguy cơ dịch xâm nhập bất cứ lúc nào. Hiện trên địa bàn huyện có 13 trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương đang được theo dõi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2021, huyện Lang Chánh có 1.443 người từ vùng dịch trở về và đã ra quyết định cách ly 85 trường hợp theo dõi y tế tại nhà trong đó có 5 trường hợp là F2. Số người lấy mẫu xét nghiệm đến thời điểm này là 138 mẫu và có kết quả âm tính lần 1. Cũng theo báo cáo, tình hình lao động trở về địa phương không tuân thủ việc khai báo y tế, khai báo không trung thực vẫn còn diễn ra. Cùng với đó là một số địa phương còn tình trạng tập trung đông người như tổ chức đám cưới. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo của huyện và xã kịp thời ngăn chặn, vận động và triển khai các biện pháp quyết liệt để không tổ chức tụ tập đông người cùng với đó là hiện tượng lơ là chủ quan không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà vẫn còn diễn ra. Đặc biệt là số lao động từ các tỉnh thành phố có dịch trở về không tuân thủ quy định về khai báo y tế và báo cáo chính quyền địa phương gây khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch của huyện. Tại hội nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo của huyện và xã đã có nhiều ý kiến về tập trung đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch trước nhất là quản lý số lao động trở về từ vùng dịch đang cách ly y tế tại nhà bảo đảm trang thiết bị phòng dịch tại bệnh viện cần có biện pháp cụ thể để các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm túc hơn nữa công tác phòng dịch trên địa bàn đẩy mạnh hơn nữa tổ giám sát cộng đồng để phát hiện người từ vùng dịch trở về các cửa hàng buôn bán kinh doanh cần có bàn rửa tay sát khuẩn khẩu trang kiên quyết không bán cho khách không tuân thủ các điều kiện phòng dịch đẩy mạnh xử phạt các cá nhân không thực hiện đeo khẩu trang Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện đánh giá cao và biểu dương các lực lượng, đặc biệt là sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp của ban chỉ đạo, các phòng ban ngành và sự vào cuộc đồng lòng chia sẻ của nhân dân, nhất là lực lượng nòng cốt như trung tâm y tế, biên phòng, công an đã chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả với tinh thần chủ động, sáng tạo nên đến thời điểm này, huyện Lang tránh cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn kẽ hở, còn tư tưởng chủ quan lơ là, chưa tập trung quyết liệt chỉ đạo phòng chống dịch, ý thức phòng chống dịch ở một bộ phận người dân chưa cao. Cần có các phương án ứng phó với diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lang Chánh đề nghị các ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về việc phòng chống dịch trên hệ thống loa truyền thanh, công khai xử phạt các hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các xã thị trấn, cần hạn chế tụ tập đông người, nhất là các đám cưới, tổ chức ăn uống đông người không cần thiết, cho dừng ngay điểm sinh hoạt công giáo tại thị trấn để phòng chống dịch COVID-19, các điểm sinh hoạt tâm linh hạn chế số người qua lại tiếp tục tạm dừng các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh karaoke, sông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bia các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh giải khát cà phê, trà chanh, trà đá, giải khát vỉa hè đến khi có thông báo mới. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm khai báo y tế và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như đặt bàn rửa tay sát khuẩn trước cửa ra vào giữ khoảng cách đẩy mạnh giám sát cách ly những trường hợp trở về địa phương theo quy định quản lý tốt các đối tượng cách ly tại nhà quản lý chặt chẽ số lao động đi về từ vùng dịch đặc biệt là khai báo y tế trung thực không có việc cần thiết thì không ra khỏi địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng chống dịch của các xã thị trấn cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo thành phong trào phòng dịch để hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu về cơ sở vật chất, thực hiện đồng bộ đối với công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, cần chuẩn bị tốt các phương án phòng dịch và quản lý tốt học sinh không cho ra khỏi địa bàn. Các cơ quan như trung tâm y tế huyện bệnh viện đa khoa huyện tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị phòng dịch đặc biệt là quản lý tốt hoạt động của khu cách ly tập trung sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống kiên quyết thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đặc biệt không để dịch lây lan vào địa bàn huyện